Hello, rất vui khi gặp lại các bạn trong channel của Hùng ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì Hùng sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ cùng tham quan một ngôi chùa khá là đẹp, tọa lạc tại 16 Lê Thúc Hoạch, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Hùng xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tham quan và cùng nhau chiêm bái toàn cảnh về ngôi chùa. Được thành lập vào năm 1965 do Thiền sư Thích Nhất Hạnh thành lập. Từ một ngôi chùa nhỏ đơn sơ ít người biết đến, sau nhiều năm đại trùng tu, chùa Pháp Vân nay đã trở thành một ngôi chùa trang nghiêm, cao, to, rộng và nhiều công trình quy mô phục vụ cho việc tu học của hàng ngàn đại chúng. Hiện nay thì mình đang đứng trước cổng tam quan của ngôi chùa. Cổng tam quan được xây vô cùng đồ sộ với 3 tầng mái, lợp ngói âm dương. Xung quanh các bức tường được trang trí bằng những câu đối, bức tranh chủ đề Phật giáo. Khi các bạn vừa bước chân qua cổng tam quan của ngôi chùa là hai điện thờ hai vị hộ pháp ở hai bên có nhiệm vụ canh giữ cổng chùa. Bên trong khuôn viên của ngôi chùa được trồng rất nhiều cây xanh và nổi bật nhất với tòa tháp cao 14 tầng, ở hai tầng đầu là chánh điện và giảng đường. Các tầng tháp trên nhỏ dần, mỗi tầng một chức năng như tổ đường, linh đường, điện Phật, tháp chuông và tháp trống. Và có lẽ điểm nhấn mạnh nhất ở khuôn viên của ngôi chùa đó chính là hai bên hông của chánh điện là hai con kỳ lân được tạc từ khối đá hoa cương mối tượng có chiều dài 10m, rộng 4,2m và cao 5m, được thể hiện trong suốt 3 năm. Từ khối đá hoa cương to lớn qua bàn tay người thợ đục đẽo tạc ra bức tượng kỳ lân với các đường nét vừa cứng cáp lại mềm mại. Năm 2015, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập đây là cặp kỳ lân bằng đá hoa cương lớn nhất tại Việt Nam. Ngôi chùa được xây dựng theo nét kiến trúc chùa chiền miền Bắc với những đầu đào ở góc mái cong vút, mái được lợp ngói vảy màu nâu đỏ truyền thống. Khu vực khuôn viên bên tay trái của chánh điện rất rộng, được nhà chùa trồng rất nhiều cây xanh. Hiện nay thì nhà chùa đang tu sửa lại một vài hạng mục. Bây giờ thì mình xin mời quý vị và mình, những con người yêu mến Phật Pháp, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bên trong giảng đường và Phật điện của ngôi chùa để cùng nhau chiêm bái. Cũng cần phải nói thêm về vị thiền sư Thích Nhất Hạnh, người đã có công khai sơn ra ngôi chùa. Sư ông Lạc Mai là bậc thầy hướng dẫn tâm linh, có công hạnh hàng hóa rộng rãi và ảnh hưởng sâu rộng trên khắp thế giới. Thiền sư đồng thời là một nhà văn hóa, một nhà văn, một nhà thơ. Cố thiền sư Thích Nhất Hạnh được mọi người trên khắp thế giới biết đến
qua những buổi thuyết giảng công cộng cho cả hàng chục ngàn người và hơn 120 tác phẩm xuất bản giá trị. Hiện nay thì chùa Pháp Vân đang giữ 3 kỷ lục của ở Việt Nam, gồm tượng Phật Quan Âm nghìn tay nghìn mắt ở thế đứng bằng đồng cao nhất tại Việt Nam. Cặp kỳ lân bằng đá hoa cương lớn nhất qua bàn tay đục đẽo của các nghệ nhân đã tạo ra được các đường nét vừa cứng cáp lại mềm mại. Và cuối cùng là kinh Bát Nhã bằng tiếng Việt bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh, được khắc vào bộ cửa bằng gỗ sao lớn nhất. Và vị trụ trì hiện nay của ngôi chùa là Hòa Thượng Thích Phước Trí. Thời gian đầu mới về chùa, Thầy Phước Trí đã phải đối diện với vô vàn khó khăn và cấp bách của chùa. Từ cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng đến những tệ nạn tranh chấp đất đai và tệ nạn của xã hội xảy ra xung quanh khu vực. Bằng sự kiên trì nhấn lại, không ngại gian khó của người học Phật, cùng tấm lòng hoan hỷ vô lượng, Thầy Phước Trí không xem đó là khó khăn mà xem như môi trường tốt để rèn luyện, chuyển hóa, hàng phục tâm thức của chính mình. Ngài đã cống hiến hết tài trí và sức lực để phụng sự Phật Pháp, không chút hề lề hà, gian khó. Từ một ngôi chùa nhỏ đơn sơ ít người biết đến, chùa Pháp Vân này đã trở thành một ngôi chùa lớn trang nghiêm, cao rộng, với nhiều công trình quy mô phục vụ cho việc tu học của hàng ngàn đại chúng. Ngài còn cho biết tâm hạnh của mình cũng như các chư tăng Phật tử khi xây dựng những công trình này, cũng như những việc xây dựng chùa bức tượng, không nhằm xác lập kỷ lục mà là tạo nên những công trình kiên cố bền vững mang tầm vóc quốc gia, để lại dấu ấn cho hàng ngàn năm sau. Những công trình này có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Phật sự xây dựng chùa Pháp Vân. Bởi các công trình này sẽ nhắc nhở các Phật tử hậu thế khi tìm về dấu ấn của Phật giáo một thời, Phật giáo thế kỷ thứ 20 sẽ thấy những dấu ấn của chùa Pháp Vân. Thank you.
Qua sơ lược chúng ta có thể thấy chùa Pháp Vân là một công trình tôn vinh nghệ thuật, kiến trúc, đền chùa Việt Nam trong suốt hàng ngàn năm qua. Chùa được xây dựng hoàn toàn bằng vật liệu hiện đại, có kiến trúc khang trang, kiên cố nhưng vẫn giữ được dấu ấn phong cách nghệ thuật của chùa cổ Việt Nam. Kiến trúc tổng thể ngôi chùa bao gồm cổng tam quan, giảng đường, tòa chánh điện, tổ đường, ninh đường, dược sư thất châu, điện thờ Quan Âm nghìn tay nghìn mắt, điện Phật Di Đà, điện Di Lạc, tháp chuông, tháp trống, 9 tầng tháp, đài tám Phật đản xanh. Trước mặt của quý vị và các bạn, đây là những bức tượng Na Hán vô cùng trang nghiêm được đặt trong Phật điện của ngôi chùa. Có thể quan sát thấy hoa văn trang trí ở tầng trên cùng của tháp có màu sắc sặc sỡ. Vòng tròn chính giữa là cách điệu của lá cờ Phật giáo, xung quanh là hình ảnh tượng trưng của lá Bồ đề. Đây cũng có thể xem là điều thú vị nhất ở ngôi chùa.
Nếu đứng từ tầng tháp cao thứ 14, các bạn có thể quan sát thấy toàn cảnh quận Tân Phú. Nếu như cảnh quay này là về đêm, mình nghĩ chắc hẳn sẽ là rất đẹp bởi những ánh đèn sẽ tạo lên những màu sắc lung linh của thành phố về đêm. Mình hy vọng qua video này sẽ giúp cho các bạn ít nhiều hiểu rõ hơn về ngôi chùa Pháp Vân. Còn bây giờ thì mình xin dừng video tại đây. Nếu các bạn thấy video hay, hãy cho mình một đăng ký cùng một like và một chia sẻ để mình có thêm động lực làm các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt các bạn.